Để cho như sau, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm có glycerol, metan, alcohol ethylic và axit carboxylic no đơn chức mà thở. Trong đó số mol glycerol bằng 1/2 mol metan. Glycerol chúng ta là C3H5OH3. Cái này có thể tương đương đó là C3H8O3. Khi để cho cái tỷ lệ mol á thì glycerol là bằng 1/2 metan, hay nói khác là metan gấp 2 lần glycerol. Cái đó mình sẽ gom C gom H lại. Thì đây là 3, 3 cộng 2 thì đây là C5 này. H ở đây là 8 này. 8 cộng cho 8 là 16 này. O này, O3. Được chưa? Như vậy mình có M gam hỗn hợp X. Trong hợp X thì chúng ta chưa quan tâm trọng là chất này. Trong này người ta cho chúng ta là alcohol ethylic. Alcohol ethylic của chúng ta là C2H5OH hay nó khác là C2H6O. Và ở đây người ta cho axit carboxylic no đơn chức mà thở. Nó có dạng là CNH2NO2. Được chưa? Ở đây đi tác dụng vô oxy. Số mol oxy là 0,41. Mình thu được CO2 và nước. CO2 ở đây là 0,54. Và nước ở đây chúng ta chưa biết. Mà khác là cũng cho m gam này để tác dụng vào NaOH thì thu được bao nhiêu gam muối. Như vậy bạn hiểu như thế này. Để tính được khối lượng muối thì nhiệm vụ của bạn đó là gì? Đó là bạn cần phải tìm được cái số mol của thằng này và giá trị N, được chưa nào? Bạn hiểu như thế này. Vì cái trong hỗn hợp X của chúng ta, được chưa? Có C2H6O. Trong này của chúng ta là C5H16O3. Thầy sẽ cố gắng biến đổi nó về C2H6O. Và phần còn lại nó sẽ nằm ở đây. Cái đó trong đó bài toán là chúng ta sẽ có 3 chất và chúng ta sẽ làm nó sẽ dễ hơn. Còn nếu em để nguyên bản thằng này thì bài làm của chúng ta hơi khó. Bạn hiểu không ạ? Còn nếu em để nguyên bản này là sai. Bởi vì sao? Bởi vì hợp chất này không tồn tại. Tối đa của hydro là 2N cộng 2. 5 nhân 2 là 10, 10 cộng 2 là 12, đến 16 là không đúng. Được chưa? Như vậy đây thầy sẽ biến về nó là C2H5OH, C2H6O. Đây có 3 oxy thì cho nó đây là 2 đi. Thì đây là C4 rồi này. Thì còn lại C1 này. H16 mà đây H12 thì còn lại H4 này. O3 mà đây O2 thì còn lại O này. Như vậy hỗn hợp M này chúng ta thực chất chúng ta quy đổi về có 3 chất thôi. Đó là CH4O, C2H6O và CNH2NO2. Với K của này là K1 là bằng 0, alcohol no. K2 bằng 0. Đây là K3. K3 chúng ta là bằng 1. Ở đây mình đặt đây là amon. Đây là bmon và đây là cmon. Mục tiêu của em là phải tìm N bằng bao nhiêu và tính được mol C bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta cần tìm rõ N và tìm rõ C. AB có thể không tìm cũng được, nhưng phải rõ N và rõ C nè. Được chưa nào? Rồi. Trong bài này chúng ta sẽ dùng các định luật bảo toàn để giải. Đầu tiên là em có thể dựa vào bảo toàn C và bảo toàn hydro. Được chưa? Bảo toàn C trước đi. C bên đây là NA, xin lỗi, 1A, 2B, NC. A cộng 2B cộng NC. Tiếp tục. Mol nước đây chúng ta sẽ bảo toàn hydro 2A chia 2 thì còn lại là, xin lỗi, 4A chia 2 thì còn lại 2A. 6B chia 2 còn 3B. 2NC chia 2 còn NC. Được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta còn mối tương quan giữa hỗn hợp X, oxy, CO2 và nước qua bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy thì em có như sau. Trong này có A oxy, B oxy, 2C. A cộng B cộng 2C cộng 2 nhân cho 0,41 bằng 2 nhân cho 0,54. Mol nước đây là 2A cộng
3B cộng NC. Được chưa nào? Rồi chúng ta biến đổi cái phương trình này. Chúng ta nhìn cho kỹ. Đây A, đây là 2A. Mình đưa A qua với phải thì nó còn lại là A. Đây là 3B. Đây là B. 3B trừ B thì còn lại 2B. NC giữ nguyên. 2C chúng ta để nguyên vế trái đi. Rồi chúng ta chuyển qua vế phải cũng được. Đây là 2C. Rồi em lấy 2 nhân 0,41 trừ 2 nhân 0,54. 2 nhân cho 0,41 trừ 2 nhân cho 0,54 thì bên vế trái là âm 0,26. Như chúng ta để ý này, mục tiêu mình tìm C. Như vậy đây mình có là A cộng 2B cộng NC. Thì chỗ này mình đã có rồi này. Chỗ này đúng bằng 0,54. Như vậy từ đây chúng ta có là 0,54 trừ 2C bằng âm 0,26. Giữa đây em sẽ tính được C. Em lấy 0,54 cộng 0,26 chia cho 2 thì mol C đây là bằng 0,4 mol. Đó. Như vậy nhiệm vụ của em là gì? Cần tìm N nữa là xong. Hiểu không em? Tìm N. Thì ở đây để tìm N thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải dùng, đó là dùng, chúng ta dựa vào cái số mol CO2 nữa. Nghe kiểm nha. Cái đó mình biết C bằng 0,4 rồi, mình thế vào đây. Cái đó mol CO2 ghi lại nè. A cộng 2B cộng 0,4 nhân N bằng 0,54. Bây giờ nếu N này bằng 1 thì được, nếu N bằng 2 thì vô lý. Bởi vì sao? 0,4 nhân cho bao nhiêu? 0,4 nhân cho 2 là 0,8 rồi. Như vậy điều với điều kiện này thì chúng ta suy ra được N ở đây chỉ có thể bằng 1 thôi. N bằng 1 thì thằng này sẽ là CH2O2. Hay nó khác muối bây giờ nó là axit HCOH, axit formic. Chúng ta đi tới dùng với NaOH. Đó, báo chốt là có đoạn này này. Cái đoạn này là cái chìa khóa để nó thành công bài toán này luôn. Đó. Cái đó nó tạo thành HCOONa cộng cho H2O. Số mol này là C. C có rồi, 0,4 chuyển qua đây. Đây 0,4. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được. Được chưa nào? Thì tới đây chúng ta đã tính được khối lượng muối rồi. Được chưa? Đó, mấu chốt bài toán hay đúng ở chỗ này thôi. M HCONa là 68 nhân cho 0,4 27,2. Em hiểu không ạ? Mấu chốt của bài toán này em phải tìm được C và tìm được N. Khi có C, N có công thức thì có được mol, có mol chuyển qua bên kia. Thế hết. 27,2 gram. Như vậy câu đúng ở đây là câu B. Câu này thuộc câu hỏi dễ. Được chưa? Mấu chốt ở đây là phải phân tích được cái hỗn hợp. Khi người ta cho số mol ấy thì chúng ta cố gắng biến cái hỗn hợp chúng ta đang là 1, 2, 3, 4 chất, chúng ta biến về ít chất hơn. Và cụ thể thầy đã biến về 3 chất. Được chưa nào? Còn nếu em để nguyên bản cái bài này, em để nguyên thằng này này thì em làm thì bài toán này sẽ không bao giờ ra đâu. Vì sao? Vì ở đó thì nó sai mất công thức hợp chất hữu cơ. Được chưa? Không thỏa mãn.